Hi, xin chào các bạn. Trong thời gian vừa qua có rất nhiều anh chị em tuổi trẻ tài cao thành đạt hỏi mình là nên chọn chiếc xe nào làm chiếc xe cao cấp đầu tiên. Một số anh chị em đang đi xe phổ thông cũng có cùng câu hỏi trên khi đang có ý định nâng cấp lên một mẫu xe cao cấp. Và sau khi mình nghiên cứu nhu cầu của số đông thì mình nghĩ chiếc Mercedes-Benz C200 2019 này đây là sự lựa chọn lý tưởng nhất. Vì sao? Thì mời các bạn cùng xem clip. Với đợt nâng cấp giữa đời, ngoại hình của C-Class 2019 có một số những thay đổi nhỏ để phân biệt với đời trước. Dễ nhận thấy nhất ở phần đầu là cụm đèn trước full LED có đồ họa hoàn toàn mới. Phiên bản C200 tiêu chuẩn xe tinh tế có dịp trải nghiệm lần này có cụm đèn trước công nghệ LED hoàn toàn. Còn hai phiên bản C200 Exclusive và C300 cao cấp hơn được trang bị công nghệ đèn pha đa luồng thông minh multi-beam LED. Điểm mới nổi bật ở phần đuôi C-Class 2019 nằm ở cụm đèn sau với đồ họa hình chữ C. Ngoài ra, cản trước và sau của C-Class nâng cấp giữa đời cũng được thiết kế lại. Bộ mâm của phiên bản C200 tiêu chuẩn có kích thước 17 inch và được phối hai màu thể thao. Nội thất của C-Class 2019 vẫn thừa hưởng phong cách thiết kế của đời trước, nhưng với một số điểm khác biệt. Đầu tiên, vô lăng của C-Class nâng cấp giữa đời là loại mới, có phím cảm ứng Touch Control giống đàn anh S và E-Class. Bên cạnh đó, cụm nút điều khiển tính năng kiểm soát hành trình Cruise Control và giới hạn tốc độ Speed Limit cũng được tích hợp lên vô lăng mới thay vì là một cần riêng biệt ở đời trước. Hệ thống giải trí thông tin của C-Class 2019 vẫn là loại Command Online. Tuy nhiên, Mercedes-Benz đã bổ sung thêm khả năng kết nối Apple CarPlay cũng như là Android Auto. Và điều này có nghĩa là chúng ta có thể sử dụng được tính năng dẫn đường Google Maps rất là tiện lợi. Một điểm mình đánh giá cao ở đây, có vẻ như là Mercedes-Benz họ đã nâng cấp cái vi xử lý cho hệ thống giải trí thông tin. Thế nên là những cái phản hồi theo thao tác của mình nó rất là nhanh, nhanh hơn nhiều so với đời trước. Và một cái điểm thay đổi nhỏ ở đời này đó chính là C-Class nó có tất cả 64 màu đèn nội thất thay vì chỉ có 3 màu ở đời trước. Hàng ghế sau của C-Class vẫn sở hữu độ ngã lưng tốt nhất trong phân khúc. Không gian hàng ghế sau của C-Class theo mình là vẫn vừa đủ xài với vóc dáng chung của người Việt, đặc biệt là chỗ để chân. Nhiều bạn ắt hẳn sẽ thích chỗ để chân này rộng hơn, nhưng câu hỏi đặt ra là chỗ để chân nhiều để làm gì khi độ tủy lưng hàng ghế sau không thể mở rộng thêm nữa. Đặc biệt, C-Class là chiếc xe hiếm hoi trong phân khúc có rèm che nắng kính sau chỉnh điện và rèm che nắng hai bên cửa sổ phía sau là trang bị tiêu chuẩn. Hai chi tiết này thường chỉ bắt gặp trên những mẫu xe phân khúc cao hơn. Sự thay đổi mạnh mẽ nhất ở đợt nâng cấp giữa đời 2019 nằm ở khối động cơ xăng tăng áp 1,5 lít 4 xi lanh thẳng hàng hoàn toàn mới trên hai phiên bản C200. Khối động cơ với tên mã M264 này cho công suất tối đa là 184 mã lực và đạt mức mô ánh sáng cực đại là 280 Nm. Cái việc chuyển từ động cơ xăng tăng áp dung tích 2 lít ở đời trước xuống động cơ xăng tăng áp 1,5 lít ở đời mới ắt hẳn sẽ khiến anh em thắc mắc là liệu cái trải nghiệm tốc độ có còn được đảm bảo, hay việc sử dụng động cơ xăng tăng áp với dung tích nhỏ hơn nó có gây ra cái độ trễ khó chịu hay không. Mercedes-Benz biết điều này và họ đã bổ sung công nghệ lai nhẹ mild hybrid với cái tên EquiBoost cho C200 2019. Tức nghĩa là máy phát của xe nay ngoài nhiệm vụ phát điện cho xe thì nó còn đảm nhiệm thêm vai trò bổ sung sức mạnh cho động cơ khi cần. Trường hợp máy phát kích hoạt, nó sẽ cung cấp thêm 13,5 mã lực và 160 Nm cho động cơ tăng áp 1,5 lít. Ngoài ra, Mercedes-Benz cho biết là việc tham gia của máy phát cũng giúp đẩy tua máy tăng thêm 2.500 vòng một phút trong vài giây nhằm xử lý hiện tượng trễ tăng áp. Cái điều mình thích ở đây là mọi thứ đều diễn ra rất mượt mà. Cái cách động cơ tắt hay hoạt động lại nhờ bộ máy phát nó êm đến ngạc nhiên so với lại đời C-Class trước. Đặc biệt, Mercedes-Benz đã sử dụng mạng điện 48V để cung cấp đủ điện áp cho máy phát công suất lớn của hệ thống EquiBoost và thậm chí là duy trì các thiết bị điện trong xe như máy lạnh hoạt động trong lúc xe ngắt máy. Các phiên bản C-Class 2019 đều trang bị cấu hình hộp số 9 cấp 9G Tronic. Sức mạnh được truyền đến cầu sau giúp phiên bản C200 tăng tốc từ 0 đến 100 km/h mất 7,7 giây
và đạt tốc độ tối đa là 239 km/h. Trải nghiệm thực tế thì mình thấy độ trễ nó chỉ hiện diện ở chế độ lái Eco tiết kiệm hay là Comfort thoải mái. Còn khi mình chuyển qua chế độ thể thao Sport hay là Sportless thì động cơ phản ứng tức thì theo cái mệnh lệnh chân ga. Đây. Cái hay ở hệ thống lai nhẹ EquiBoost là nó phân bổ công suất rất đều nhờ sự trợ lực của máy phát điện, chứ không bị hiện tượng xe ào mạnh lên đột ngột ở ngưỡng tua bộ tăng áp hoạt động, gọi là boost threshold, như những động cơ xăng tăng áp truyền thống. Ở quá trình giảm tốc, hệ thống lai nhẹ EquiBoost đóng vai trò thu hồi năng lượng phanh và sử dụng điện năng này để sạc cho ắc quy. Ngoài ra, xe Class có một tính năng rất hay gọi là gliding mode, tức là khi xe chạy ở giải tốc độ cao và chúng ta nhả chân ga ra để xe chạy trớn thì xe sẽ tự động ngắt động cơ để tiết kiệm xăng. Vô lăng của C200 cung cấp phản hồi từ mặt đường ở mức khá tốt, và cái điểm mình thích ở đây là nó truyền được cảm hứng cho người lái. Phản ứng thân xe khi vào cua khá lanh lẹ nhưng mà vẫn vững chắc khi mà chạy ở tốc độ cao. Hệ thống treo của C200 thì nó nằm ở mức cân bằng, tức nghĩa là nó không quá cứng mà cũng không quá mềm. Phần cách âm với môi trường và khoang máy của C200 có thể nói là rất tốt. Tuy nhiên, cách âm gầm chưa tương xứng với hai tiêu chí kia. Vì khi chạy ở tốc độ cao, người ngồi bên trong vẫn cảm nhận được tiếng ồn từ lớp vọng vào, dù không thật sự gây khó chịu. Ở góc độ nào đó, vấn đề này có thể giải quyết một cách dễ dàng bằng việc thay một bộ lớp nghiêng về hướng êm ái, thoải mái. Trở lại với chủ đề đầu tiên, vì sao mình cho rằng C200 là sự lựa chọn lý tưởng cho những anh chị em đang lăn tăn một chiếc xe cao cấp đầu tiên ở tầm giá hơn 1 tỷ đồng, cũng như là anh chị em đang cân nhắc nâng cấp từ xe phổ thông lên. Thứ nhất, C-Class là một trong những mẫu xe cao cấp có giá dễ tiếp cận nhất và nó có tiêu chí tính năng trên giá cả ở mức rất tốt. Thứ hai, bỏ hơn 1 tỷ đồng để mua xe là một số tiền lớn với người Việt. Khi bỏ ra số tiền lớn thì việc chia thêm một khoản nữa để sở hữu món đồ đẳng cấp sẽ hay hơn việc chọn một món đồ phổ thông đại trà. Nhất là khi anh em đang đi xe phổ thông thì rất nên nâng cấp lên hãng xe cao cấp như C200 thay vì chọn một mẫu xe sedan phổ thông khác ở tầm giá hơn 1 tỷ. Bởi vì anh em sẽ có không gian nội thất hoàn thiện tốt hơn, trải nghiệm cảm giác lái của một chiếc xe cầu sâu, và quan trọng là thấy yên tâm hơn vì chiếc xe mình đi cực kỳ an toàn. Cuối cùng, nếu anh em đã bỏ ra một khoản tiền lớn để sở hữu một chiếc xe cao cấp thì chi phí bảo dưỡng cũng không phải là vấn đề quá quan trọng. Cái quan trọng là sự thuận tiện. Như chiếc Mercedes-Benz C-Class này thì chu kỳ bảo dưỡng định kỳ là từ 8.000 đến 10.000 km, trong khi những xe phổ thông Nhật thì con số này thường rơi vào khoảng 5.000 km. Thế nên, việc chi phí bảo dưỡng của C-Class cao hơn là có cơ sở, nhưng bù lại, chúng ta đỡ mất công và thời gian đi bảo dưỡng nhiều lần. Có thể nói, C-Class nâng cấp dưới đời 2019 đơn giản là một chiếc C-Class tốt hơn. Với điểm nhấn là cảm giác lái và trải nghiệm hệ thống giải trí thông tin nay đã mượt hơn trước rất nhiều. Còn xét riêng trong phân khúc của nó thì C-Class vẫn duy trì phong độ toàn diện với các tiêu chí đều đáp ứng ở mức từ 7 đến 8 điểm. Xin cảm ơn.